Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi để theo dõi chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chương trình này cũng có trên YouTube và trên Facebook VNATV cũng như trên hệ thống của Roku Box và website vnatv.com. Kính mong quý khán giả nhớ ủng hộ. Và chương trình này hân hạnh được bảo trợ bởi West Coast Cataract Institute. Và West Coast Cataract Institute cùng với là sự điều hành của bác sĩ Alex có hai địa điểm tại thành phố Garden Grove kế bên bệnh viện Garden Grove, nằm trong cái building kế bên ở phòng 301, và cái location thứ hai là thành phố Newport Beach, thì nằm ngay trong cái bệnh viện Horn Hospital, và mà quý vị có thể tìm đến và chuyên về phẫu thuật đục thủy tinh thể, là bác sĩ hàng đầu luôn, là một vị bác sĩ mà có thể đi gọi là thỉnh giảng cho những vị bác sĩ khác về cái phương pháp mà mổ mắt mới nhất, rất là tân tiến, thật là tuyệt vời để giúp chúng ta tìm lại ánh sáng, nhất là những ai mà quý vị đục thủy tinh thể. Cho nên đây là một cái vị bác sĩ rất là tuyệt vời. Mời quý vị đón xem talk show của West Coast Cataract Institute mỗi ngày thứ hai vào lúc 8 giờ tối. Và sau đây là những bản tin mà chúng tôi gửi đến cho quý vị. Bản tin tiếp theo liên quan đến có một em bé đã bị ngưng thở ở trên chuyến bay từ Pittsburgh đến vào Orlando mà được y tá cứu mạng sống của em. Hành động rất nhanh chóng của một y tá đã cứu được một em bé ở trên chuyến bay từ Pittsburgh đến Orlando, Florida. Theo cái Ian Castle, một nhà khí tượng học của Fox 35 ở Orlando cho biết, em bé đã ngưng thở vào ngày thứ năm ở trên chuyến bay của hãng máy bay Spirit Airlines. Máy bay rời Pittsburgh khoảng 9 giờ tối. Và sau đó thì ba mẹ của em đã gọi là ngồi ở ngay gọi là trước ba hàng ghế trước vị nhân chứng, đó là Ian Castle, và bắt đầu từ như em bé ngưng thở, mặt mày tím tái, và người nhân chứng cho biết là có một y tá trên chuyến bay đã nhanh chóng nhảy vào hành động và giúp cho em bé 3 tháng bắt đầu thở trở lại. Người nhân chứng nói rằng tất cả các tiếp viên hàng không nên được khen ngợi và vì hành động nhanh chóng của họ để mà giúp đỡ cho người y tá. Ông Castro cho biết là một phi hành đoàn khẩn cấp đã gặp gia đình khi mà họ hạ cánh xuống bay Orlando để mà kiểm tra cho em bé. May mắn là trên chuyến bay có người y tá là ngay lập tức action liền giúp đỡ cho em. Và đặc biệt nữa là khi một quý vị là bác sĩ, là y tá, là những người làm việc ở trong medical, thì quý vị nên cho cả những người tiếp viên biết là quý vị có chuyên môn, để mà lỡ cái chuyện gì ở trên chuyến bay thì quý vị có thể giúp những người hành khách ở trên chuyến bay. Tại vì rõ ràng ngay trên bầu trời chúng ta không thể biết được chuyện gì có thể xảy ra. Kính thưa quý vị. Và tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến là có một hội đồng trường học ở South Linton đang điều tra những cái dòng viết gây tranh cãi. Một giáo viên ở South Linton đang bị thẩm vấn về một cái bản gọi là paperwork, một cái bản làm việc ghi danh sách các em học sinh, những cái note của cô dành cho học sinh đã gây ra làm cho khó chịu. Một cái bộ tài liệu dài 3 trang đã được trao ở trong một cái lớp dạy tiếng Anh của trường trung học South Linton vào đầu tuần này. Có nhiều tranh cãi khi mà những ngôn ngữ về vấn đề gọi là chuyển giới, rồi cũng như là họ gọi đó là những người ngoài lề, rồi những người chuyển giới, rồi nói về đặc quyền của những người da trắng, làm cho các thành viên của hội đồng trường học nói rằng đây là một điều thu hút sự chú ý của họ. Điều đó thật rắc rối, và tôi liệu rằng có thể đồng ý được không thì hoàn toàn không. Đó là theo lời của ông Joseph Baczynski, làm theo người phó chủ tịch của hội đồng trường học cho biết, chúng ta không cần phải nói chuyện hoặc là đối xử với những người da đen hoặc những người da màu một cách khác biệt. Tại vì dù rằng bạn là người da màu thì tôi cần phải đối xử với bạn giống như cách mà tôi đối xử với người khác. Và chúng tôi luôn luôn được đáp lại như vậy. Đó là theo lời của Aula Barilo, là một học sinh lớp 10 thuộc trường trung học South Linton. Một người phụ nữ khác đã cũng đưa ra những ý kiến của mình, nói rằng nghi ngờ giáo viên này muốn gây tổn thương và đã gây ra những chia sẻ trong cách mà cô đã làm những cái paperwork của mình và đã nói chuyện về phân biệt chủng tộc, về sắc tộc ở trong trường học.
Đó là một số chênh lệch về xã hội vẫn có thể tồn tại, cho dù mọi người có muốn thừa nhận hay không, thì rõ ràng vẫn có sự kỳ thị. Luật sư Jim Crow đã nói rằng là điều mà chúng ta nhìn thấy rõ ràng không xa rời lịch sử của chúng ta, có những người còn sống trên trái đất này đang trải qua điều đó, đó là sự phân biệt chủng tộc. Và bây giờ thì nó rất là sensitive. Những quyển sách ở trong trường học cũng là vấn đề sensitive. Và bây giờ là những ngôn ngữ được sử dụng ở trong những paperwork của trường học cũng gây tranh cãi. Cho nên thật sự lúc này về vấn đề giới tính, vấn đề sắc tộc là vấn đề mà nó trở nên vô cùng khó khăn, và nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều về sự cân bằng của xã hội, về cách mà chúng ta nhìn nhận về phân biệt chủng tộc, hoặc là cách mà chúng ta nhìn nhận về giới tính. Nó đang làm cho gọi là gây tranh cãi rất là nhiều. Và tiếp đến nữa, kính thưa quý khán giả, là bản tin liên quan đến các nhà lập pháp ở tại Washington DC, tại Chicago và New York đang kêu gọi 50 triệu đô la cho những người di cư. Một nhóm các thành viên của đảng Dân Chủ tại Hạ viện vào ngày hôm thứ Sáu đã kêu gọi Quốc hội hãy đưa ra 50 triệu đô la tiền tài trợ liên bang để cung cấp cho nhà ở và thức ăn cho những người mà nhập cư được chở đến từ các thành phố phía Bắc của Texas và Arizona. Trong một cái lá thư do dân biểu gọi là Jesus Garcia, cũng như là Adirano, và cũng như là dân biểu Alano Home Norton thuộc quận Columbia, tức là có Washington DC, 23 thành viên của đảng Dân Chủ cũng đã kêu gọi những người đứng đầu của Ủy ban chiếm đoạt an ninh nội địa hãy bỏ thêm vào ngân sách cho năm 2023 để liên bang có thể giúp chương trình trú ẩn và thực phẩm khẩn cấp cho các cơ quan điều hành khẩn cấp gọi là EFSP. Và bây giờ nói là chúng ta cần phải 50 triệu đô mới là chịu nổi. Bây giờ đó thì thống đốc của tiểu bang Florida, tiểu bang Texas, ông Greg Abbott là đang gọi là hành động rất là đúng để mà cho những cái tiểu bang mà gọi là rất là muốn giúp đỡ người tị nạn, những tiểu bang Dân Chủ muốn mời những người tị nạn đến và rất là welcome mà không có một cái sự chọn lọc rõ ràng, nếm trải những cái gì mà Texas đang trải qua. Mà bây giờ sao? Họ lại bằng cách chơi khôn hơn. Bây giờ đưa người tới phòng tôi kiếm tiền từ những người này, bây giờ xin tiền tiếp. Mà rõ ràng chính phủ liên bang bây giờ là đảng cầm quyền, là đảng Dân Chủ, mà đảng Dân Chủ đang rất là muốn những người di cư này có thể mua phiếu từ họ. Bây giờ cho họ nhập cư, rồi xong rồi họ sẽ trở thành người hợp pháp tại nước Mỹ, rồi sau đó sẽ được bỏ phiếu, mà họ sẽ bỏ phiếu dĩ nhiên bắt đầu kêu gọi, ê, khi mà quý vị qua đó tôi là người giúp đỡ nha, nên bỏ phiếu cho tôi. Cái này là một cái cách mà mua phiếu nó rất là dễ hiểu, phải không? Đó, cho nên là bây giờ nè, họ đang là cái người mà mình tạm gọi là đảng cầm quyền, mình tạm gọi là như vậy, cái đảng chiếm số đông, thì họ sẵn sàng họ sẽ thông qua được những cái ngân sách về vấn đề tiền bạc. Bây giờ tự nhiên cái chúng ta, những người đóng thuế, phải trả thêm một mớ tiền, mà bây giờ tới 50 triệu đô la đâu có phải đơn giản đâu, cho những tiểu bang mà bây giờ phải có thêm người nhập cư đi vào. Mà rõ ràng ông Greg Abbott đang cho họ thấy được những gì mà tiểu bang Texas đang trải qua, rất là khủng khiếp, kính thưa quý vị. Không tưởng tượng được, nhưng mà bây giờ chúng ta biết phải làm sao bây giờ trước những cái số lượng người nhập cư vào nước Mỹ một cách khủng khiếp như thế này. Tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến việc là Memphis đang phát trực tiếp, gọi là live streaming luôn, về cái cảnh mà nghi phạm thảm sát Ezekiel Kelly được trả tự do sau khi nhận tội trong vụ nổ súng trước đây. Nghi phạm nổ súng tại Memphis là Ezekiel Kelly, người mà cảnh sát cho biết đã bắn 7 người trong một cái cuộc tấn công kéo dài 1 giờ đồng hồ, và đã giết chết 4 người, và đã bị buộc tội liên quan đến 3 nạn nhân trong năm 2020. Anh ta đã bị cáo buộc bắn chết 2 người và suýt chết nữa thì làm chết một người thứ ba. Và Kelly cuối cùng cũng đã plead guilty, tức là nhận tội, và nhưng mà chỉ thừa nhận một tội danh là coi như là hành hung ở mức độ nặng và bị kết án 3 năm tù. Tuy nhiên, anh ta chỉ ở tù 11 tháng và sau đó thì đã được thả ra vào rất là nhanh chóng. Và các tài liệu của tòa án theo Fox Digital thu được là cho thấy anh ta ban đầu bị truy tố vì tội cố gắng giết người ở cấp độ 1 trong cái việc mà bắn vào LaMarcus Granbury, một vụ tấn công có liên quan đến băng đảng của Edward Rocher.
Và đây là một cái sự việc mà rất là nghiêm trọng, có nguy cơ tử vong xém tí nữa là xảy ra. Một hồ sơ tòa án cho thấy vụ tấn công sau đó đã được nâng cấp thành một tội danh khác, đó là cố gắng giết người ở cấp độ 1. Nhưng mà cuối cùng thì Kelly cũng đã nhận tội để giảm nhẹ thành là hành hung ở mức độ nghiêm trọng. Và anh ta được trả tự do vào tháng 3 theo lời dì của anh ta, và làm việc để mà cho giúp đỡ cho một người già trong để mà gọi là giống như là cái hoạt động công ích vậy đó. Rồi nạn nhân đầu tiên vào ngày thứ tư, nạn nhân cũng đã tiếp theo đó cũng đã được cảnh sát Memphis xác định đó là Dewani Tustle, người hàng xóm và cũng là người bạn thơ ấu của nghi phạm, là cho biết là Kelly cũng đã bị cáo buộc là yêu cầu Tustle nói chuyện riêng với anh ta trên cái con đường lái xe và đến một cái người nhà của một người bạn chung vào khoảng 1 giờ sáng ngày thứ tư. Và chúng ta thấy được rằng là cái cảnh mà nghi phạm Kelly đã gọi là được đi ra ngoài đã được truyền hình trực tiếp luôn và người dân đều thấy được hết. Và trong khi anh ta phạm tội rất là lớn, bắn vào 7 người, trong đó có 2 người đã thiệt mạng, một người thứ ba là xém chết, nhưng mà cuối cùng tất cả anh ta thụ án là chỉ có 13 tháng thôi. Thật sự là không, có 11 tháng à. Cho nên là đây thật sự là toàn bộ là đã được miễn hết rồi. Nó gây tranh cãi và rõ ràng anh ta đã không có mà gọi là chịu trách nhiệm một cách nặng nề hơn đối với lại những cái gì mà anh ta đã phạm. Cho nên tại vì anh ta plead guilty, giống như thỏa thuận nhận tội vậy đó, cho nên là bây giờ tội danh được giảm nhẹ đi rất là nhiều. Đây, cái điều này là một cái sự khoan hồng của pháp luật, mình có thể hiểu như vậy. Nhưng mà rõ ràng đôi khi pháp luật cũng phải cứng rắn đôi chút. Tại vì anh ta giết người đến như vậy chỉ có ở tù 11 tháng thì làm cho những kẻ giết người khác cảm thấy mình giết người xong ở tù cũng có mười mấy tháng thì nhăm nho gì với tuổi trẻ của anh ta. Tại vì người này còn rất là trẻ, cho nên đây theo Mỹ Linh thấy là bản án này là không có thích đáng lắm, thưa quý vị. Và đến đây thì xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị có một buổi tối thật bình an và nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với quý vị trong những chương trình lần tới của chúng tôi.